Hello, các anh chị em xinh đẹp có ba vòng căng đét và các bạn thân mến. Mình vừa làm được quyển sách hát, hôm nay mình xin giới thiệu qua cho anh chị em tham khảo nhé. Mở đầu là bài Trang Thầy Cổ, siêu phẩm gắn liền với bao thế hệ người giao tuyển, là thể loại hát nôm đối đáp, ví đối phương vào những tích chuyện xưa của trai và gái. Bài này khá là dài. Quyển này mình in cả hai bên của tờ giấy nha, không như quyển học 1000 chữ nôm giao kia, mình chỉ in một bên. Sau bài Trang Thầy Cổ là bài hát Quan Làng. Bài này dành cho trai làng trong hát đối và gái làng ngoài hát đáp. Bài này cũng rất là dài, rất dài và rất xa. Tiếp theo cũng là hát qua làng, nhưng là gái trong làng hát đối, còn trai là ngoài hát đáp. Những bài hát qua làng thường là hát từ tối hôm trước, trai gái hai làng sẽ chọi nhau thâu đêm đến sáng hôm sau. Tiếp theo là bài hát Ném Còn. Trong những ngày đầu năm mới du xuân, thường là từ mùng 1 Tết đến 15 tháng Giêng âm lịch. Sau bài Ném Còn là bài hát Canh Nông, tức là trai gái hát với nhau trong những ngày lao động trên nương rẫy, cụ thể là hát trồng cấy canh tác. Tiếp đến là bài hát Gặt Hái. Khi mà lúa trên nương đã vào vụ thu hoạch, bên bìa rừng là những mảnh nương lúa vàng ươm, thì cũng là lúc trai gái người giao tuyển thi nhau hái lấy những bông lúa nặng trĩu. Họ vừa hát vừa thi xem ai nhanh tay hơn. Ở phần cuối là phần tiếng Việt nha. Nếu bạn nào chưa hiểu những câu hát nôm thâm nho nhỏ đít thì có thể xem ở phần này nhé. Mình làm quyển sách này cũng tốn khá nhiều thời gian, cũng chỉ mong lưu giữ lại một chút bản sắc văn hóa dân tộc. Cũng mong những bài hát này sẽ giúp nhiều bạn dễ dàng tiếp cận được, để từ đó hiểu thêm về cách hát của dân tộc mình. Các bạn có nhu cầu lấy sách thì nhanh tay liên hệ với mình sẽ để giá rẻ nhất cho các bạn. Nếu các bạn chưa có ý định lấy thì cũng mong các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè biết, cùng chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc bạn nhé. Chào và chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn.